Chào các bạn, đây là cái cổ pop động cơ điện một chiều 190 kW trên máy xúc EKG của Liên Xô cũ. Đây là cổ pop chúng tôi chế tạo hoàn toàn mới các bạn, nguyên 100%. Về lắp nó thì các bạn thấy đấy, dùng đèn hàn để đang ra nhiệt cái nõi bên trong đó, để cho đủ cái nhiệt độ nóng và chúng ta lắp vào cái cổ trục. Cái cổ lắp ráp vào cái trục và được định vị nó rãnh cao vét là trong các bạn, nhưng mà vào nó rất là chặt, vẫn phải ra nhiệt rồi. Và mời các bạn xem chúng tôi lắp ép cái cổ này vào trục như nào các bạn nhé. Quá trình ra nhiệt vẫn cứ đang tiếp tục. Các bạn thì nhìn thấy ở phía đầu bên phía trái rồi đấy, móc hai cái đầu dây cáp để sau móc dây cầu ở đó để cầu lắp vào trục. Cái cổ rất nặng, nó nặng 120 cân đấy các bạn. Đây là cái phần ứng của nó, chúng tôi đã dựng lên và cột chặt nó vào cái siêu to của cái động cơ điện 250 kW đấy để nó giữ đứng vững. Đấy các bạn thấy, móc vào, móc cáp cầu vào đó. Các bạn thấy công nhân người ta lắp nhá. Dùng cầu trục lắp nên nó cũng khá dễ dàng. Chứ lắp tay bê thì rất là khó vì nó cao. Phải treo nó đứng trên cái động cơ 250 dưới đất đó. Động cơ nó cao gần 1m95cm. Nó ra nhiệt nóng rồi, giờ chỉ việc thả nó ra vào thôi. Các bạn xem nhé, đang chỉnh được vào đó, thì nó chỉnh nó thẳng với rãnh cao vét ở trong. Cái này mà nắp nguội không thể nắp đâu, bắt buộc phải sấy nóng. Đấy. Vào rất trơn tru nhé. Đấy, vào rồi. Thế khi nắp nóng nó cảm thấy nó dễ thế, nhưng mà nếu để nguội không thể nào nắp được ạ. Và người thợ người ta đang dùng thước chỉnh cái khoảng cách từ trong ra đến cổ góc ạ. Là cái cổ nó vào ngon lành nhé các bạn. Lắp xong rồi giờ thì hạ xuống đất và đưa về vị trí tập kết thôi. Đấy, người thợ người ta đang dùng cầu trục hạ nó xuống mặt đất. Các bạn nhìn thấy nắp ráp nó có vẻ dễ dàng đúng không? Nó dễ dàng là vì ta ra nhiệt nó đúng tầm và vào nó đúng đúng lúc các bạn ạ. Đấy, thế là ngon lành đấy các bạn. Toàn bộ cái phản ứng cả cổ góp là 1 tấn 3 đấy các bạn ạ, 1.300 kg đấy. Trông thế thôi nhưng mà phải có cầu trục mới làm được vì nó rất nặng. Tiếp theo là cho trên ghế đấy các bạn, cho lên giá để làm. Ta sẽ băng cái điện ở phía đầu với cổ góp này, tiếp giáp với nõi sắt đó. Làm kín sạch sẽ sau đó thì nồng dây. Hiện tại đây có hai cái bên cạnh đã đồng dây rồi các bạn. Đấy. Đấy, khi nào lắp cổ góp xong rồi nó sẽ đồng dây như thế. Như thế là các bạn đã xem toàn bộ cái bước lắp ráp cổ góp 190 kW của chúng tôi vào nõi sắt. Cảm ơn các bạn đã xem video của tôi nhé.